Chào, chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chào TV nha. Bây giờ Di Linh và lời xin mời quý vị theo dõi câu chuyện nha. Hôm nay Di Linh tiếp tục kể đến cho quý vị nghe một cái câu chuyện thật là đau buồn. Ở nơi đây là toàn bộ là người ta làm lúa rất là nhiều quý vị. Trung quanh toàn làm lúa không ha. Hai vợ chồng này có hai người con. À, anh chạy này rất trẻ và hai người con của anh cũng còn khá là trẻ. Và một hôm đó có một anh ở phương xa đến mà anh chăn nuôi vịt tới việt mà cái khu vực này thường thường về cái mùa lúa mà người ta cắt lúa xong á là ở đây nó có lúa chét lên là ở nơi khác người ta đến đây để người ta thuê cái đất này người ta mua cái phần lúa chét đó việc để người ta nuôi vịt ha và năm nay cũng vậy xảy ra vào năm 2016 và anh đã cho một cái anh kia thuê là hai mẫu đất là bán lúa chét đó vị rồi à vài ngày sau lại có thêm một anh à, nuôi dịch nữa mà anh á à, là anh không có mua cái lúa chét này mà anh lùa dịch ngang qua cái vị trí đất này nhưng mà cái lỗi là lỗi của anh anh lùa dịch ngang ruộng của người em của anh nên là anh không có hỏi gì tới em của anh nên là không biết cái, cái lúa này đã bán à, mỗi năm thì anh cũng lùa ngang như vậy đó nhưng mà cũng không có chuyện gì xảy ra Năm nay anh cũng tiếp tục lùa y như vậy Mà cuối cùng thì xảy ra việc Và trong khi đó hai bên cãi nhau Bởi vì một người thì bỏ tiền ra mua Mà chưa có đem dịch đến Một người là lùa dịch đi ngang Cái anh mà mua lúa đó đó Anh mới cãi cọi với cái anh mà lùa dịch ngang Rồi cuối cùng hai bên xô xác À, cái anh mà mua lúa đó, ở đây đó là anh làm không lợi cái anh kia nên anh bỏ chạy về. Cái anh mà lùa dịch đi ngang á, anh đó là anh bà con của cái chị chủ nhà này. Nên là anh cũng nghĩ lại là đất ở nhà nên là anh lùa băng ngang. À, anh cũng không có hỏi gì tới người nhà. Và trong khi mà cái anh mà lùa dịch đi ngang á ảnh đang nói chuyện với cái chị chủ nhà này, trong khi anh chồng của chị này thì đi làm ở Sài Gòn. Và cái anh mua lúa anh mới chạy về anh kêu thêm hai ba người nữa sắp dao sách cây đến mà trong khi đó là cái anh mà bà con với cái chị chủ nhà đó anh lùi dịch ngang á anh mới phát hiện là bên kia người ta ùng ùng sắp giao sách đồ đến anh mới chạy vô cái nhà người em của anh là người chủ nhà này anh chạy vô anh xách một cái rửa rất là lớn cán cũng hơi dài và anh xông ra nhưng anh chỉ có thân một mình Còn bên kia tới ba người Nên anh làm không lợi ba người kia Và anh đã chạy ngược Chứ cho trong nhà của người em Và là cái người chủ nhà này Chạy vào nhà để đóng cửa lại Hôm nay anh em con có đến đây Để xin phép các vị Chủ nhân của ngôi nhà này Cho phép hai anh em con vào đây Để ghi hình À, những ngôi nhà hoang và những câu chuyện đa buồn để gửi đến à, cho toàn thể mọi người xem. À, rất mong mà quý vị ở đây à, cho phép anh em con vào đây để mà ghi hình à, một cái video thật là đẹp để gửi đến cho mọi người cùng xem. Bây giờ con xin phép quý vị cho con vào đây để ghi hình nha. Nhưng mà ba người kia cũng hung hãn lắm. Đến đập nhà, phá cửa và xông vào trong nhà rồi à, hai bên giằng co đánh nhau cũng khá là nhiều và cái chị chủ nhà chị mới lại à, bên anh của chị bên anh của chị kéo những người kia ra mà không may á, là các anh đang nóng giận đó nên là có một anh cầm một cây tầm dông và đập thẳng vào đầu của cái chị này làm chị ngã ra mà giải ạch ạch nạch và chị à, bị thương rất là nặng rồi trong khi đó cả bốn người mới cùng chung tay để đưa cái chị này đi bệnh viện khi mà bốn người đưa cái chị này đi bệnh viện đó là anh trung là anh bà con của cái chị chủ nhà mới thông báo cho anh chồng để mà anh chồng về và khi vào bệnh viện một đêm và cuối cùng chị đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng bị vỡ cái hộp sọ buổi chiều đó vào một đêm sáng lợi sáng lợi thì cái chị chủ nhà này đã mất rồi anh chủ nhà mới báo cho công an vậy đó giờ là công an mới phối hợp bên bệnh viện để mà xét nghiệm cái vấn đề mà bị tổn thương não mà chết à, khám nghiệm cái tử thi và về cái hiện trường ở nhà và lấy lời khai bốn à, người có mặt ở đó và thật sự là những người đó người ta gây ra chuyện rồi người ta cũng không có bỏ trốn người ta dám làm dám chịu và công an đã bàn giao thi thể lại lợi cho anh chồng để mà lo hậu sự và triệu tập bốn người này đến cơ quan công an để lấy lời khai và cuối cùng đã kết thúc hồ sơ tòa án à. tuyên án là anh Trung là anh của cái người nạn nhân là bị tù 6 tháng, tù giam 6 tháng vì cái vấn đề mà gây rối trật tự công cộng và dùng hung khí để đánh nhau còn bên kia là gồm có ba người người đầu sỏ đó là anh đã bị phạt 8 năm tù về cái tội ngộ sát và cái anh kế tiếp nữa là 3 năm tù về cái tội là cố ý gây thương tích và một anh nữa là cũng bị hai năm tù về cái tội cố ý gây thương tích Và khi anh Trung đi thủ án 6 tháng Trong khi cải tạo tốt đó Anh Trung chỉ có 4 tháng là anh Trung về à, Công việc về anh Trung không có làm cái vấn đề mà nuôi dịch nữa Mà anh uh, chuyển qua làm thợ hồ Mà anh lên Sài Gòn anh làm thợ hồ Và một hôm đó là trời mưa anh không có làm được Nên là anh mới nằm lên Youtube anh xem đó. Và anh thấy cái kênh của mình... Uh, À, ghi hình mà nói về những câu chuyện thực tế đó, anh mới liên lạc với mình và dẫn mình, anh đích thân dẫn mình về quê luôn để mà trước tiên thì anh thăm gia đình của anh ở dưới quê và sẵn đó anh dẫn mình về quê để mà ghi hình cái ngôi nhà này và cái câu chuyện này để gửi đến cho quý vị xem và hiện tại bây giờ anh trung anh cũng không biết là gia đình của người em rể của anh bây giờ giờ đi đâu cũng không biết luôn mà bây giờ quý vị thấy cảnh nhà này bây giờ không còn gì hết nóc cũng không còn không biết ai tháo nóc tháo cửa hết trơn mà ở đây là mình thấy cũng khá là buồn quý vị thấy xung quanh đây nè nó chỉ vỏn vẹn một hai căn nhà thôi nó rất là xa xa mới có một căn nhà mà ở đây là trong đồng à, ở đây làm ruộng không à mùa mưa là ở đây chắc chắn là rất là buồn ở đây là chỉ có cây cối và ruộng ngoài ra là không có nhà đông khi mà có một cái mâu thuẫn gì đó chúng ta nên cân nhắc cho kỹ cái hành động của mình để mà nhiều khi mình không muốn nhưng mà mình lỡ tay đối với việc thì cái việc nó xảy ra giống như anh trung như thế này một bên thì đi cải tạo một bên thì gia đình người ta mất người thân thật là đau lòng với việc rồi, cái video này đến đây cũng đã hết quý vị. Duy Linh xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xem hết video của mình nha. Bây giờ thời lượng hình cũng dài rồi quý vị, mà anh em mình hôm nay mới xuống đây đó. Anh em mình đi ghi hình cũng khá là nhiều chỗ bởi vì có vài cô chú mà alo cho mình xuống đây để ghi hình đó quý vị. Bây giờ Duy Linh xin tạm dừng video nha. Duy Linh và anh Lợi xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị bạn được nhiều sức khỏe nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye